Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Rồi, và hôm nay thì là ngày 30 các bạn đã bán con Corruptis Primal. Và nếu bạn nào mà mua con này thì là con cuối. Nếu mà có đầu tư bộ này thì sẽ là đạt được con Corruptis gì ta? Sẽ đạt được con Corruptis Chaos các bạn ạ. À. Vừa ra Google ngay lại. Vừa ra Google ghi lại tên của ông đấy, chứ đọc Corrupted Chao là bị sai các bạn. Mà nó đọc là Chaos. Rồi ok, về như nếu bạn nào theo dõi livestream thì ở trên livestream mình đã up thành công là hai con rồi các bạn ạ. Đây, đầu tiên là con Corrupted Primal, đặt tên là Tam Thần Kích. Và tiếp theo là con Corrupted Chao là Trùy Tam Kích các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ mình ở đây mình sẽ review lại. Đầu tiên là review lại trước, sau đó là mình sẽ nâng sao nha. Rồi hiện tại do là đang có bán offer các bạn, đang bán offer của op các bạn ạ. À. Và mình nhận ra một điều rằng ấy, offer này quá mắc. Quá mắc các bạn ơi, mình đã sai lầm. Mình đã sai lầm khi thấy offer này mà không tính. Thì dạng vì á, là cái dòng Corrupted Chaos này là nó thuộc dạng dòng Legend các bạn ạ. À. Và đối với dòng Legend thì ngày 8 tháng 10 này chúng ta có sẽ có sự kiện Empower Happy Hour, tức là ở đó các bạn có thể dùng job co-op để nâng sao cho rồng. Vậy thì mình chỉ cần tốn khoảng 8.000 game để mua 2.000 job co-op Legend và sau đó đi nâng sao cho con này thôi. Đây, còn con này bán 700 game 120 op thì quá mắc các bạn ạ. À. Nếu mà chúng ta có gọi là 700 game thì 700 game là mua được nhiêu op rồi, 700 chia 40. 40 chọn 300 chia 40 đi. 300 chia 40 là 8 lần 4 32, 7 lần 4 28 là 170 op rồi bạn ạ. Đối với 700 game này thì mình có thể mua được 170 job có legend, sau đó đi nâng sao. Đấy, còn này thì lỗ 50 op các bạn. Một lần mua thế này chúng ta lỗ 50 op các bạn. Rồi về mình lỡ mua mất 1.000 op rồi, thôi lỗ thì cũng chịu lỗ luôn các bạn. Còn từ từ mình sẽ nâng nâng sao luôn trong tập này cho các bạn xem. Rồi, đầu tiên thì mình review trước là con Corruptis Primal nha các bạn, con rồng thứ tư trong này. Con này thì nó có cái gì đây? Có ba cái sừng trên đầu các bạn. Dòng này là dòng cổ đại các khác các bạn. Ba cái sừng. Và nó không cầm vũ khí gì hết các bạn ơi. Rồi, đầu tiên là bộ hệ của nó à, dạng baby đã. Dạng baby nhỏ nhỉ. À, một cái sừng trước mũi và một cái sừng trên hai con mắt. Đây dạng baby mới thấy rõ sừng nó ở đâu nè các bạn ạ. À. Còn dạng lớn thì cái xung quanh cổ nó mọc ra những cái gai nhọn nữa. À. Ở trên mé nó ban đầu chỉ có à đúng rồi. Lúc 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 nhỏ là nó đã có mấy cái gai này rồi các bạn ạ. À. 1 2 3, lúc nhỏ nó có ba gai xung quanh đầu. Lên lớn thì nó có thành 5 gai. Này. Rồi, về bộ hệ của con này thì hệ Primal đầu rất là đẹp. Có bộ hệ này là đẹp các bạn ạ. Primal đầu thì nó sợ duy nhất là hệ Legend thôi. Nó có thể khác được hệ bua, đất, lửa, nước, nước, ánh sáng, lá và chiến binh. Đấy, 4 hệ, click được 7 hệ khác nhau. Bộ hệ này rất là đẹp nha các bạn. À, và đáng tiếc là nó thuộc dạng rồng Legendary cấp 9. À, các bạn biết cách là dựa vào số lượng máu. Máu con này mát đó, là 207.000 máu nên là nó thuộc dạng rồng Legendary cấp 9 thôi nha các bạn, không phải cấp 10. Nên đối với những con rồng mà cấp 9 thì các bạn không nên đầu tư. Các bạn dồn job co-op hay là game hay là tiền nên đầu tư cho những con rồng cấp 10. Các bạn nâng nó làm sao mạnh hơn những rồng cấp 9. Không nên là con này mình sẽ không nâng nâng sao các bạn, mình chỉ đánh quét nâng 2 sao thôi. Còn mình không nâng 5 sao bằng game. Rồi. Chúng ta đến với con tiếp theo. Con này thì các bạn muốn có thì các bạn phải thu thập đủ 4 con trong bộ Corruptis 2. Đầu tiên là con bóng tối, tiếp đến là con nước, tiếp đến là con gì ta? Phải con kim loại đúng không? Kim loại và cuối cùng là con Primal. Đấy. Thì mới sưu tập được con này các bạn. Con này là thuộc dòng Mythical Cat 10. Mythical cách 10, 207.000 máu và 59.000 đam. Đây là một cái sự lựa chọn cho bạn nào có điều kiện nha. Con này chơi rất là ok. Rồi, và bộ hệ của nó thì hệ trao đầu. Nó đọc là hệ trao hay để hệ Chaos nè. Này tên là gì đó?
Hệ này không phải hệ trao các bạn, hệ này là hệ cổng không gian. Để xem được hệ đó tên gì, vào shop là biết các bạn ạ. À, nó có hệ mà, nó có mấy cái hệ đó. Hệ này hệ gió. Hệ tròn tròn này là tên gì ta? Không có rồi. Chung quy của hệ đó là hệ cổng không gian các bạn, mình hay gọi là hệ cổng không gian. Còn cái tên hệ đó, cái hệ đó nó có tên các bạn ạ. Đây nè. Mà hệ này không biết tên rồi, rất tiếc nha. Hay là vào shop mua Habitat. Như vào shop mua Habitat hay sao các bạn? Đây nè. Limit. À đúng rồi, Chaos. Nó tên Chaos các bạn ạ. Mình nghĩ là nó tên Chaos nha. Còn đối với hệ này thì tên là Magis. Rồi. Ok các bạn. Biết được cái bộ hệ rồi. Rồi, hệ đầu là hệ Chaos các bạn ạ, là không không sợ bất kỳ hệ nào cả. Đó, bộ hệ mà hệ đầu này là quá đẹp. Nó có thể cờ rig hay là khắc được hệ lá băng ánh sáng. Lá băng ánh sáng kim loại và legend. Cái hệ lửa 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 với bóng tối này hay đi chung với nhau quá các bạn ơi. Rất là nhiều rồng có hệ lửa bóng tối luôn. Cái này thì con này có vẻ như là không có dùng được nhiều rồi. Tại vì nhiều người chơi rồng vam các bạn, vampire có con này không có bóng tối hết, và đa phần có nhiều con có thêm hệ lửa nữa, nên thành ra là con này nó cũng ít được đem đi đánh này, sẽ ít được đem đi đánh các bạn ạ. Nó một con này mà chơi hệ khác như hệ nước hay là ánh sáng hay là lé rồi chẳng hạn đấy thì được đem đi đánh nhiều hơn, nó không có trùng với cái dàn rồng trước rồng vam các bạn. Rồi vậy thì nó khác được hệ lá băng ánh sáng kim loại và legend, bốn hệ khác được năm hệ khác nhau và không sợ bất kỳ hệ nào các bạn, bộ hệ khác khá là ít. Rồi cái này là nâng nâng cho để nâng sao á, nâng gì nâng để like á, mà cái này không cần nâng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi review hai con đá nó đánh như thế nào nha. Bên west thì phải đợi rồi các bạn ạ. West đợi rồi chưa đánh được thì mình sẽ review ở cái begin west này. Chaos. Đây. Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta xem con này đánh. Đây. 1 2 3. Đánh nứt đất luôn các bạn ơi, quá dữ rồi. Con này đánh quá đẹp, vừa nứt đất vừa tạo ra sóng xung kích luôn. Rồi, chúng ta đến với con này. Rồi. À, nó hít hít mũi các bạn ạ. Nó hít cái sừng của nó, và hít cái sừng của nó thì cả con Red, con Red M gì nó cũng hít cái sừng của nó các bạn ạ. Nó mình nhớ đến con đấy. Hít sừng thì cũng có con này. Nào để tìm coi. Đây các bạn ạ. Đây đây. Con này nó cũng đánh là hít sừng này. À. Rồi, ok, review hai con xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi nâng sao nha. Cái nâng sao thì phải mua ốp. Đây. Hiện tại ốp của nó mình đang có là 1080. Mình sẽ mua thêm. Đây, đúng con rồi các bạn ạ. Rồi, xem thử nhiêu rồi. 1680. 18. Đủ chưa? Rồi đủ rồi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nâng sao cho em nó. Chaos, Corruptis Chaos ra nào. Ok, một sao. À, nó có hiệu Mythical kìa các bạn. Nè. Nãy giờ mới để ý. Trên ngực nó thì có hiệu Titan nữa, con là con hai hiệu rồi. Cái màu của nó các bạn thấy nó ít đẹp không ta? Màu của con này là gọi là màu mới luôn ấy. Trong game thì có vẻ như con này là màu hơi mới.
Màu nó rất khác, màu nó phe phe sao rất khác với những con khác. Mà màu này mình nhìn thì mình thấy lại không thích các bạn ạ. Nhìn nó sao sao không thích cái màu này. Rồi, 3 sao. Ok, 4 sao. Rồi, chúng ta đến với móc cuối 5 sao các bạn ạ. Rồi, mát sao nha. Tí mình sẽ đi nâng cho nó lên level chắc là 50, sau đó đi đánh đấu trường. Rồi, ok. Còn 50 triệu phút. À, hiện tại dư này, dư cái năng sao này chắc là mình sẽ nâng cho con 2k Vernos. Con này lên nha. Rồi cho em nó lên sao nào. À, nhầm, cho nó ăn lên lên level 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Ráng thêm 5 level nữa các bạn ạ. 51 52 53 54 55. Bây giờ còn một level 2 triệu phút. Nhìn cái lượng trái cây này là biết đó các bạn. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Một level là 4 triệu phút các bạn. Hiện tại thì thiếu, không đủ đâu. 55 là tạm dừng được rồi các bạn. Bây giờ đi đánh thôi. Ok, Arena này. Đội hình yếu yếu xíu vậy. Đội hình mạnh quá đánh không lại. Thôi đội hình này phải đánh rồi. Upgrade Titan là sẽ khách cả con Barbarian khách được này. Con Gem cũng Barbarian khách được này các bạn. Rồi. Đội hình bên nó có hai con rồng cơ giáp. Hờ kinh này. Màu nghi quá, sợ thua quá. Phá giáp cái đã. Rồi, chúng ta đem khách hệ một cái. Đánh con Barbarian của mình cũng gần về thành rồi các bạn. Rồi, lấy con này chơi đi. Một đêm. Rồi, vậy thì để hai con này đánh với nhau các bạn. Rồi hút lại máu. Rồi con kia ra đam chết không ta? Đi luôn rồi các bạn. Khá căng nhỉ. Hút máu lại. Nam Tây mạnh vậy. Ui, 98.000. Lỡ đi mất con Hexer rồi các bạn. Tàng hình căng thiệt. Đội hình này đổi nha. Rồi đội hình này ca đam được nè. Con kia có chiêu ánh sáng đầu kìa. Có khắc hệ được. Đây. 110.000 máu các bạn. Đam vẫn còn yếu. Ôi, được 127.000 luôn kìa. 86.000 hút máu nè. 79. Vào thao, nấp lầm chi thật. Rồi lúc này dùng skill gió là hợp lý nè. Gió nè. Hút máu nè. 58.000. Đam đủ không ta? 58.000. Thôi sợ đam không đủ các bạn ạ.
Nó mà vừa thành review nó không được nhiều. Để cho nó check đi, giấu giấu bớt đi. Titan với hai Scott Jin hai đánh trở lại. Rồi trận này 270 150. Mình 270 155. Ok, combat. Đam bóng tối thôi các bạn, 100.000 máu. Là dòng mythical của mạnh cái khác. 92. 107. Rồi, thêm tool. Đây là phải đánh lấy này ra thôi. Con này ra săn được không ta? Thôi lấy con này ra săn đi. Hút máu ngay đây. Rồi, còn lại để cho con này đánh 57 ngàn. Con kia là sẽ khắc hạ. Đấy, hai đam. Biết hút máu liền các bạn, thấy nó khôn quá không? Rồi, trận tiếp theo. Trận này đem không nổi đâu. Trận này đem được nè. Rồi đầu tiên mình sẽ phá giáp nó trước. Extract tool này giờ giờ dùng để phá giáp thôi các bạn ạ. 70 một đam 78.000. Này ra kéo hai đam 55 đam nữa. Rồi vừa thành 55 161.000 máu các bạn ạ. Heroic cái khác hút máu lại 76k. Rồi trận này tỏa sáng được rồi. Đây trận này em nó lấy ra tỏa sáng các bạn ơi. Con hai hai Crotronus, con nó có cái skin đẹp thiệt các bạn. Nhìn skin nó ảo ghé mà. À, hút máu các bạn ạ. À. Sao con này nó khung các bạn, nó xuống xuống máu là nó chịu đi hút liền. Trong khi cái skill khắc hệ nó không đem, nó đem hút máu trước. Rồi, trận cuối. Đây, gặp bạn Việt Nam như này, anh Quân Tần như này. Titan Duck. Đấy, đại dạng Barbie các bạn ạ. Hai con đều có khiên. Vua chiến binh. Đem không đem. Đem vô Barbarian. Rồi con này bị khắc hạ rồi. Ok, lên rank C. Rồi, đi combat language nha bạn. Ở đây chúng ta đã có 6 trận này. Language thì con này thoải mái đánh luôn rồi. Này cho nó vào thay con kia luôn. Ok, mới đây mà lên hai con 5 sao thêm vào đội hình rồi. Một con tập trước Golden Jupiter, con này nữa, hai con. Đợi đợi tháng sau nữa. Tháng sau là ra cái gì ta? Tháng sau là đợt tiếp theo của Divine Bash các bạn ạ. Tức là con thứ tư của Divine Bash sẽ ra. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ sưu tập thêm được một con là Ascendis Divine gì đó mà là cách 10 các bạn. Lúc đó sẽ nâng con đó 5 sao nữa. Rồi ngày 8 này. Ngày 8 này thì chắc là mình sẽ nâng cho Glutstonous này. Bua này, Bua Titan, Primal Titan, Deck Titan, Light Titan.
Rồi hai Heroic Build là con Heroic gì á, với con hai Tectonic này. 18 này sẽ nâng nâng sao một số con. Heroic gì đã nhầm, Kratos, Kratos 5 sao. Rồi Ascendis bị khách hàng nó ra chơi skill đặc biệt các bạn, một phút khi hoàn rồi chật đất. Rồi 4 game chúng ta qua trận sau tem. Ok, để nó lót đội hình mới các bạn. 87. Rồi tiếp tục. À nhầm nhầm, để con này đem luôn. Đây là bạn này chắc là lâu rồi không chơi lại nè các bạn. Thời xưa là Heroic 40 này. Thời xưa Heroic 40 A cộng vào là gọi là trùm đấu trường rồi. Trùm trùm language rồi. À, các bạn thấy skill đặc biệt mạnh không? Skill đặc biệt thì nó sẽ được cộng 20 đến 30% đam thường nha các bạn. Ví dụ đam thường mình đánh 10k thì skill đặc biệt sẽ đam thường, đam tay là sẽ là 12k, 13k. Đó là skill của dòng Corrupted, con nào cũng vậy hết. Skill đầu đặc biệt của nó là luôn như thế các bạn có thể thử nha, nếu các bạn có rồng. À, đam tay số 1.000 mà đam đam đó nó đánh 77.000 liền. À, số 3. Vẫn còn xíu máu. À, 82. Rồi trận tiếp theo. Trận cuối cùng các bạn ạ. À, trận này chúng ta sẽ up 128 này, bị khắc hệ luôn, ba con khắc hệ hết các bạn, một đam. Rồi, ok, và video của mình đến đây là kết thúc nha, chào tạm biệt các bạn.